I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I... Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Baker. Thì bữa giờ là ít ra clip. Là bởi vì sao anh em? Bởi vì mình giải quyết một số xe khách cọc, giống như con R15 trong đây. Giải quyết một số xe xăng xe cho anh em á, cho nên không có xe để quay clip. Bây giờ về xe siêu phẩm luôn ha. CBR250, CBR150, R15 mới mua 2023, chạy được 1.700 cây đó, R15M. Rồi, trước tiên là mình sẽ giới thiệu cho anh em con CBR250 bản Kabuki. Con này anh em có thể lên tham khảo, anh em bấm CBR250 bản Kabuki. Xe này chính chủ mình mua từ chủ luôn nha anh em. Chủ từ lúc mua mới tới giờ là người ta chùm mền. Con này là anh em có thể lên tham khảo, anh em bấm CBR250 Kabuki là nó ra cái con giá 200 triệu nha, con này 200 triệu. Nhưng mà bây giờ xe lướt luôn, xe này là 12.000 cây, một chủ đập thùng nha anh em. Có chủ rút hồ sơ đồ cho anh em luôn. Đó, hai chìa khóa đầy đủ. Thì con này mình bán với anh em dưới 80 mấy triệu thôi nha anh em nha. Đó, 80 mấy triệu bao gồm rút hồ sơ luôn, 12.000 cây. Và em quay cái xe này cho anh em coi. Cái tem nó không có chạy xước gì luôn nha anh em. Sơn zin, mọi thứ đều zin nguyên bản luôn nha anh em. Cái tem này là không có thay thế được nha anh em nha. Anh em mà chạy mà lỡ chạy là chỉ có thay tem mới thôi. Còn cái tem này là cái tem từ bên Nhật Bản đem về luôn nha anh em. Tem Kabuki và zin của nó là trắng đen. Mâm sao trắng nè, mâm trước đen nè. Đó, em quay mâm sao trắng, mâm trước đen. Mâm trước đen nè. Còn mọi thứ là nó mới khoảng 95% luôn nha anh em nha. Tại vì sơn zin nè, tem zin nè, vỏ zin nè, dĩ là không chạy xước luôn. Đúng 12.000 cây luôn nha anh em. Anh em có thể, anh em cần thì mình có thể cho số điện thoại chủ để anh em đối chứng luôn. Em cái chỗ này nó còn á miếng keo trong nè. Anh chỉ cho. Em cứ quay bình thường đây nè. Này mình mới lột keo ra, nó còn dính miếng keo ha. Em lấy miếng khăn lại, miếng ấy em lau lại sạch. Đừng có để cho sót mấy cái này. Đó là ok, là đẹp. Đó, này là mình lột keo, lột keo nó còn sót á anh em. Lột cái keo trong á, thì chủ trước người ta có dán keo trong. Với lại chỗ này nè, em anh chỉ luôn là làm lần. Đó, cho nó sạch sẽ. Chỗ này nè, nó còn dơ dính bụi không. Em lấy mắt qua anh xịt rồi lấy khăn lau, lau mấy chỗ này nè. Đó, cho sạch, đó. Rồi đi một vòng kiểm tra lại chỗ nào dơ mình lau. Còn ám keo, cái chỗ này còn ám keo nè, thấy không. Đó, mình lau, cho sạch keo, đừng để cho nó ám keo, nhịn xem mình nó xấu. Rồi, ok. Đây, quay cho anh em coi cái này. Quay đây nè. Tem zin của nó nè anh em ha, tem zin của nó. Anh em mà làm chày tem này thì chỉ có thay tem khác thôi. Còn cái tem Kabuki này nó giá trị là giá trị, cái giá trị nghệ thuật của người Nhật đó anh em. Nó mang cái giá trị đó. Đây, bô đôi, CBR250 là đặc trưng là bô đôi. Đó, mọi thứ là mới tinh luôn, mới can xà beng luôn. Thì con xe này anh em mới tập chơi thì nó sẽ ba chế độ lái. Hồi đó anh em mua thì nó hơi mắc ha, nhưng bây giờ thì giá quá hợp lý rồi. Nó gồm có ba chế độ lái: Sport cộng lại Comfort. Chế độ bình thường, chế độ đi trời mưa, em cứ lao bình thường ấy. Rồi chế độ Sport cộng là chế độ max speed đó, tốc độ á. Con này là anh em lên hết ga số là có thể được 180 nha anh em. Đúng 180 luôn á, ta nói chạy 180 là gì đó. Còn cái này là còn cái bát lúc mà nhập khẩu về luôn nè. Chủ xe chưa tháo ra luôn, hai cái bát nhập khẩu nè. Đó, để ở Indo, Thái Lan người ta sẽ để cái biển số ở trước đây. Đó, xe là hầu như zin nguyên bản luôn. Vỏ còn gai chỉ vỏ đầy đủ luôn anh em, không có thiếu gì hết. Đó, cái bản này thì quá tuyệt vời à. Em quay góc này cho anh em thấy đẹp nè. Đẹp, nó là góc từ con Z8 qua đẹp. Đúng rồi. Đó, cái này mình tháo, tại vì trước là chủ người ta có dán một lớp keo trong á anh em. Rồi lột keo trong ra. Rồi mình đánh bóng lại cho nó đẹp, nhìn nó mới. Đó, xe này quá giá quá hợp lý nha anh em.
xe lướt nha anh em nha, chứ không phải là xe đi nhiều cây số rồi đâu nha. Đó rồi nè, từ cái bao tay nè anh em, bao tay nè còn mới nè ha, keo chỉ nè mới nè đó. Chủ xe này tết người ta mới lấy đi ra, ta đi thôi, tới tết ta mới đi lần đó. Ghét chân nè anh em, chân đẹp không đó, ghét chân trước chân sau nè, mọi thứ còn đẹp ken xà beng luôn đó. Biển số 66 Đồng Tháp, chủ xe hỗ trợ rút hồ sơ cho mình luôn, anh em yên tâm ha. Đó đây sườn nè, khung sườn đỏ nè, đẹp tuyệt vời đó. Mấy chỗ này xịt mắt quan cha chưa, chưa xịt mắt quan cho anh đúng không, chưa có xịt. Ủa xe này ai dọn? Thành nói em với lại Thành dọn mà, xịt mắt quan. Ồ, em với lại này dọn mà. Rồi em 1.6 lên ngồi cái, ngồi cái rồi đánh lại con này, đánh bóng rồi xịt mắt quan rồi hết cho anh nha. Rồi đây 1.6 ngồi, thì con này anh có làm nhiều clip rồi, 1.6 thì ngồi nó sẽ hơi nhó một chút xíu anh em, nhưng mà vẫn chạy được nha anh em. Đó đối với con này. Rồi anh em nào mua con này thì cứ liên hệ mình nha. Em quay thấp dưới này thấy cái tem Kabuki của nó luôn nè, nguyên bộ tem Kabuki nó đó. Rồi em cứ làm tiếp, em cứ vệ sinh tiếp con này. Em lấy mắt qua anh em xịt mấy chỗ mà mình chưa dưỡng á, dưỡng nhựa nhám á, em xịt hết luôn á. Hầu như con này chưa có chỗ nào dưỡng hết á. Rồi tiếp theo một cái em này cũng ngon lắm, CBR 150 tháng 10 2022. Xe này mình bán cho anh em 40 mấy triệu luôn, quá rẻ anh em. Xe này chủ anh em muốn rút hồ sơ, chủ người ta cũng hỗ trợ hết cho anh em luôn nha. Xe này là hầu như như mới. Đây quay anh em xem, quay chỉ cần nhìn bình xăng thì anh em sẽ biết là hầu như nó như mới. Đó 40 mấy triệu thôi nha anh em nha, 40 mấy triệu anh em nên nhớ nha. CBR 150 2022 40 mấy triệu, như mới. Đây bình xăng nè, xe như mới luôn, có giá đỡ điện thoại cho anh em. Đó vàng áo sơn là như mới luôn, không có, mình thấy là cũng mới độ 90 mấy phần trăm đó anh em, chứ không có cũ đâu nha anh em. Vỏ còn gai chỉ đầy đủ nè, đó vỏ zin gai chỉ đầy đủ luôn đó anh em. Anh có thể quay xa nhìn con 150 nó hơi na ná, nó giống con 250 ha, 50 giống na ná 50. Cái này là mình đang dưỡng nhựa nhám anh em, mỗi chiếc xe về là mình phải dưỡng đầy đủ. Rồi em lên đây ngồi con này thử cho anh em xem. Con này là hầu như là như mới nha anh em, anh em quay quay clip anh em cũng thấy rồi, rất là đẹp luôn. Đây 1.6, nó cũng là ná giống con kia hả, hay là cao hơn? 150 và cao hơn 250 luôn, cao hơn một xíu đó. Đây là cái chia sẻ cảm giác của em trai 1.6 nha anh em. Em này đúng 1.6, còn em cameraman mà bữa vô quay là nó 1.62 rồi đó, cao hơn xíu đúng không, nhưng mà vẫn ngồi được, vẫn chạy được. Rồi ok đó, CR 150 40 mấy triệu, 80 mấy triệu đó. Này mình bán là đúng giá nha anh em nha. Rồi qua R15M, em này á thì thông báo anh em luôn, 1.725 km quay gần vô cái đồng hồ, 1.725 km luôn đó. Em này khỏi nói rồi, quá nổi tiếng rồi, R15M có kết nối smart key rồi, woodship, woodship là sang số nhanh á, woodship là sang số nhanh nè. Mình bán em 60 mấy triệu thôi nha, thay vì anh em mua mới 90 mấy triệu, bây giờ mình bán cho anh em 60 mấy triệu, tiết kiệm được gần 30 triệu nha anh em. Xe này như mới luôn nha, đó hai chìa đầy đủ. Nói chung là nó như mới. Đây rồi nó có chế độ lái, chế độ chạy trường nè, chế độ chạy chắc nè đó. Thì con này thì xe nó như mới hơn 1.700 cây, 60 mấy triệu. Anh em nào cần hú mình, xe này đã bọc buộc lốp đề can rồi nha anh em, tại vì mình không lột cái này ra. Xe này á mình lột bởi vì xe này ta để mấy năm rồi, ta để 2-3 năm rồi thì mình bắt buộc phải lột mấy cái chỗ này nè, đánh bóng này nè, em đánh bóng sơ sơ này nè đó. Người ta để mấy năm rồi bắt buộc phải lột, còn xe này người ta mới dán, người ta mới dán thì lột cho anh em, nó mới
anh em về đỡ tốn tiền đi dán lại. Còn xe kia anh mua, anh em mua về là anh em phải đi dán keo trong lại. Người ta để lâu mình phải lột ra nhìn cho mới, còn này ta mới dán. Rồi em quay mò sơ một chiếc xe nè, như mới luôn. Ngàn 700 cây. Mọi thứ là như mới hết nha anh em nha. Từ cái cổ nè, thấy không? Chìa khóa nè, phuộc nè, ốc ác nè, nhiều mọi thứ như mới hết. Không có chày xước luôn nha anh em. Đó. Chỉ có xước miếng ngay chỗ cái ốp bô do dắt xe ra dắt xe vô thôi. Đó, xước miếng này nè, do dắt xe ra dắt xe vô thôi. Còn về áo là không có chày luôn, 1.700 cây. Rẻ hơn mới tới gần 30 triệu mà anh em, 60 mấy triệu nha anh em. Đó, anh em thích yên liên hệ mình nha. Mới thay nhớt rô đai lần đầu thôi nha anh em nha. À, mấy sáu lên ngồi con này thử cho anh cái. Đỡ ngồi ba con luôn. Cao hơn hai con kia. Rồi, chốt R15M cao hơn hai con kia một xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em nghe tiếng bô. À, sẽ từ R15M trước đi. Thì bô zin nó cũng chẳng có gì đặc biệt, nó cũng na ná giống nhau thôi. Rồi anh em nào mến thì cứ inbox cho mình ha. Mình review kỹ càng cho anh em rồi đó. Chờ xíu anh em. Xe mới còn mùi mới luôn. Còn mùi mới, ga nhẹ lắm. Công nhận ga này nhẹ. Nhẹ. Anh em nào mua xe mới thì nghĩ qua em này giùm mình cái nha. Tiết kiệm tiền, cái này xe thật lòng. Rồi, em CBR150. Em này là quá rẻ luôn, trải nghiệm luôn, cái ABS luôn, xe lướt luôn, xe như mới luôn. Anh em qua coi tận mắt rồi mới biết nha. Em này thì tiếng có vẻ là nó không có sport hơn, nó êm hơn, Honda mà. Hết xăng. Hết xăng, bơm đây miếng xăng nha, hết xăng luôn rồi nè. Rồi, ở đây á, nhiều anh em bán xe á, anh em canh gần hết xăng bán không à, đa số là gì á. Cho nên cái xe hết xăng đó là chuyện xảy ra hàng ngày. Đó, có nhiều anh em mà ta không đổ xăng á, dù sao xe người ta cũng bán rồi, người ta đâu đổ xăng đầy bình chi. Đi rồi ta mới đầy bình chứ. Rồi, nhớ mua xăng đổ vô con này miếng nha, để quên. Để mất công khách lên hết xăng, mua 2-3 lít gì đó đổ vô. Rồi, 250. Tiếng 250 lại sẽ đều hơn. Mọi thứ đều là bô zin nhưng mà 250 tiếng đều hơn. Cái bô nó hay lắm nè, bô nó hai nòng. Hai 250 này độ bô cũng hay nữa anh em. 250 này anh em độ bô cũng hay. Con này chủ xe đi mấy năm mà kỹ rồi, hai chìa khóa đầy đủ nè. Đó, chuẩn luôn. Đó, anh em muốn liên hệ chủ xe để đối chiếu mình vẫn sẵn sàng luôn anh em. Bên mình bán xe là từ chủ thôi. Mà xe mà không mua từ chủ là bên mình không có thu. Đó. Nói chung là xe đẹp, tại vì chủ này á, mấy anh em coi trên mạng biết cái anh này á là anh ở 66 là ở Đồng Tháp đúng không? 66A2. 00499 là người ta chia sẻ là anh này chỉ tới Tết mới lấy ra đi một lần thôi. Còn bao nhiêu là chùm mền hết. Còn bao nhiêu là chùm mền hết, cho nên nó vẫn còn giữ nguyên cái bộ tem Kabuki này. Chứ tem Kabuki này chạy thì có nước, chỉ để xe trắng đen chạy thôi. Cái màu zin nó là màu gì luôn á anh em. Đó. 8 mấy, 4 mấy, 6 mấy, đó anh em thích thì lựa. Còn cái xe này là người ta đã đặt trước cho mình nè. Đặt trước cho mình, đây là cũng là một em R15M ta đặt trước. Đó. Hai xe đây người ta cũng đặt trước. Đặt trước đó, mình giải quyết cho nên không có xe quay. Còn cái xe này chưa có người đặt. Mấy xe này thì chưa có anh em đặt. Còn con Z8 nè anh em. Anh em chơi trải nghiệm mà chơi 4 mấy rồi chơi Z8 nè. Bán cho anh em 130 mấy triệu. Con này đời cao. Con này là sơn zin, tem zin. Con này có bọc đời keo lại hết nha anh em. Anh em không thích về lột keo là ở trong như mới. Chìa khóa zin 2 chìa. Xi nhan còn zin luôn. Xe hiếm luôn anh em, xe zin hiếm á. Em quay góc kia ra thấy nó mới đẹp ha. Thấy hết xe không? Đã, đam mê 4 mấy chơi con này. Mình bao quay đầu cho anh em luôn. Z8 này nó bền lắm.
Cho anh với 8 này mình tự tin quay đầu cho anh em á. Bền lắm, nồi đồng gói đá nhất dòng cao qua. Nó là nồi đồng gói đá nhất dòng dầu cao qua luôn. Mà để tìm mỗi con mà xe còn yên zin, sơn zin, tem zin, xi nhan zin như vậy thì cũng rất là hiếm anh em. Hiếm á, hàng hiếm á. Xe có chống đổ rồi, bảo vệ, lốc máy rồi đầy đủ. Vỏ là mới thay luôn nha anh em. Vỏ mới thay luôn, Michelin luôn. Đó, về chỉ chạy thôi, bao quay đầu anh em luôn. Thả lắm, bốn mấy, anh em mà lên bốn mấy thì chơi. Hai chìa khóa zin đầy đủ luôn. Chìa khóa này chưa gắn hít luôn nha anh em xài chìa này nha, chìa này gắn hít vô nó xài, hai chìa đầy đủ luôn. Một trong những con Z8 zin nguyên bản còn sót lại ở Sài Gòn. Con này biển số Sài Gòn nha anh em. Anh em muốn trải nghiệm cứ hú mình, rồi đi chén mình thu lại bao quay đầu. Tại trong cái dòng Kawa là Z8 là bền nhất luôn, khẳng định anh em Z8 là bền nhất. Z9 là dễ bị cam nhất, sơn cam nhất. Rồi mới tới Z1000. Z8 bền lắm anh em, anh em phải công nhận điều đó, Z8 rất là bền. Rồi đó, còn 1, 2, 3, 4 chiếc. Anh em thích chiếc nào thì cứ liên hệ cho mình. Xưa rồi 250 Kabuki cứ search đi, 200 triệu. Đó, 4 mấy triệu, 6 mấy triệu, rẻ không? Mà xe như mới luôn. Rồi, ok anh em. Chúc anh em xem clip thiệt là vui vẻ ha. Đó, rồi anh em xem xong clip thì cứ nhớ đăng ký, bấm subscribe cho kênh của Minh Biker. Đó, bữa nay có thằng em M6 nó qua chơi sẵn cho ngồi xe luôn là dễ anh em chọn lựa. Anh em coi trên mạng dễ chọn lựa. Sau ngày hôm nay là em sẽ nổi tiếng luôn. Rồi ok anh em ha. Cảm ơn anh em đã hỗ trợ xem clip của mình và đăng ký kênh nha. Rồi em kiểm tra con này thôi. Tại con này tại mình đang quay ra đang dọn luôn anh em. Mình phải quay gấp tại sợ mấy anh em qua lựa á. Lựa là không có xe để quay nữa. Em dạo em kiểm tra một vòng coi. Nè chỗ này nè nó còn dính miếng ấy nè. Lấy cái gì lao nè. Kiểm tra dòng coi chỗ nào nó còn ám á, mình lấy cái khăn mình lau lại. Tại vì mấy cái xe lột keo này á, nè chỗ này còn dấu keo rồi thấy không? Thấy không? Mấy xe lột keo này nó hay ám mấy cái keo á, mình phải nhìn kỹ, mình phải soi vô nó mới biết. Nó ám mấy keo á, keo lâu năm á, keo 2-3 năm là nó vậy đó. Nhưng mà bọc keo nó cũng có tác dụng của bọc keo là nó giữ được cái tem zin anh em, nó không có bị hư cái tem zin. Đó, về xe này chắc chắn anh em phải dán keo lại rồi. Anh em mà tự tin nó nhà rộng giống mình thì không cần dán keo. Còn anh em mà nhà chật chật mà hay giữ xe á là phải dán keo. Tại vì á nó đi ra đi vô nó quẹt chày sót xe vậy đó. Giống như con này nè, không có chày xước gì luôn. Thì anh em về chắc chắn anh em phải dán keo lại. Đó, anh em phải dán keo nha. Tại xe này người ta nhà rộng người ta không ấy. Người ta không có Thành ơi, lao chỗ này manh xíu. Người ta nhà rộng người ta không có kiểu người ta không có chày đồ á, người ta ít đi á nè, chỗ này nó dính mấy cái nè. Nè, mấy kiểu nhớt á. Lấy cái khăn lau sạch là được rồi. Ok anh em. Làm xe á, làm xong rồi đi vòng ngắm coi thử chỗ nào nó còn sót xíu xíu á mình làm cho sạch. Nói chung là đem đến cho anh em một con xe ngon về máy, đẹp về ngoài mà cũng keng nữa. Nên anh em đó rồi chưa tính. Bên mình có bảo hành bảo dưỡng cho anh em. Vừa rồi mình bán cho anh em chiếc xe anh em chạy, có một anh em ở đâu quận 7 á, thì anh em mà chạy xe có vấn đề gì thì cứ alo cho mình, bên mình sẽ hỗ trợ fix miễn phí trong thời gian bảo hành nha anh em. Đó nên anh em cứ yên tâm, không có cái vấn đề gì hết. Ví dụ hết bình hết gì là bên mình cũng làm hết, trong thời gian bảo hành là 500 cây đầu tiên. Còn hỗ trợ sửa chữa thì anh em đi 10 năm bên mình vẫn hỗ trợ sửa chữa rồi. Ok anh em nha, bye bye anh em, hết clip.